Xin chào bạn, mình là đang làm kế toán thì có phù hợp với các cái chương trình học viên học viện hay không? Thực ra theo số liệu thống kê thì học viện có rất nhiều bạn là kế toán, là hành chính nhân sự hay là bộ phận kinh doanh, thậm chí gọi chung là trái ngành tham gia để học trong học viện với những khóa liên quan đến pháp chế hoặc là quản lý công nợ. Nên là việc là bạn làm ngành gì hay thậm chí bạn là chủ doanh nghiệp thì nó cũng không ảnh hưởng hay là có cái sự gì đó khúc mắc khi mà tham gia vào cái khóa học của học viện. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần phải lựa chọn những cái khóa học nó phù hợp, bởi vì ví dụ nhé, kế toán thì sẽ có những cái đặc thù nhất định. Kế toán thì trong doanh nghiệp được ví như là cánh tay phải của chủ doanh nghiệp, bởi vì tất cả mọi thứ đều thông qua kế toán trước khi được chỉnh ký bởi chủ doanh nghiệp. Kế toán có quản lý công nợ, có. Kế toán có quản trị nhân sự hay không, vẫn có. Nhiều công ty là kế toán vừa làm cái gì luôn, kế toán làm cả hành chính văn phòng, thậm chí là tham vấn ý kiến pháp lý cho chủ doanh nghiệp luôn, bởi vì doanh nghiệp nhỏ ấy, thì không thể là có bộ phận pháp chế được. Nên là kế toán là rất quan trọng cho chủ doanh nghiệp. Nhưng nếu kế toán được đào tạo thêm những cái kỹ năng liên quan đến pháp chế doanh nghiệp thì đó là một lợi thế của kế toán. Lợi thế ở đây là có thể là lợi thế từ việc là xin việc, là tuyển dụng. Tất nhiên đặt trên cái khía cạnh bằng nhau, trình độ bằng nhau, kiến thức, kỹ năng bằng nhau, thì rõ ràng ai có một cái chứng nhận về việc đã được tập huấn, đã được đào tạo những cái khóa liên quan đến pháp luật doanh nghiệp thì sẽ được ưu tiên lựa chọn hơn so với người còn lại rồi. Đây là điều đương nhiên. Ngược lại thì khi mà kế toán đang vận hành chủ doanh nghiệp muốn là cái giá trị của lời tư vấn của mình nó cao hơn và được chủ doanh nghiệp người ta tôn trọng hơn thì cũng phải có những cái chứng minh nhất định, đó chính là được đào tạo và thấu hiểu được những cái kỹ năng về pháp chế trong doanh nghiệp. Thì với kế toán thì nên lựa chọn những khóa liên quan đến quản trị công nợ, những khóa liên quan đến pháp chế doanh nghiệp dành cho kế toán, hoặc là những cái khóa liên quan đến rà soát và soạn thảo hợp đồng, bởi vì đây toàn là kỹ năng nó rất là cần thiết khi mà kế toán tham vấn cho chủ doanh nghiệp.